Lên sóng một chiếc máy lọc nước Eon Kiềm đến từ thương hiệu Panasonic. Chiếc này là Panasonic TK7208 nhé. Đây là dòng máy quốc dân rất là được rất là nhiều các bác ưa chuộng vì đảm bảo được các tiêu chí là tốt rẻ bền đẹp nhé. Đây. Sản phẩm về ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật đã được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, vệ sinh tất cả các loại đường ống này, van vòi này, bằng những thiết bị chuyên dụng là đó là máy rung siêu âm, thiết bị chuyên dụng dùng để khử canxi. Chất cực kỳ đẹp luôn nhé, từ trong ra ngoài. Hệ thống vòi của nó thì có một vòi này là vòi nước xả này, vòi này là vòi nước cấp này, vòi lớn này, vòi nước cấp này, vòi trên cùng này là vòi nước sử dụng này, có thể bẻ gập cong cũng như là xoay thoải mái nhé. Để đang để trên bàn xoay, cái này có thể bẻ thoải mái hướng góc nào. Thì nước chúng ta có thể lấy được 5 loại nước chính nhé, bao gồm một nước axit 6.0 này, trung tính 7 chấm này, nước kiềm 1 8.5, kiềm 2 9 chấm và kiềm 3 9.5. Đấy. Ngoại hình thì rất là đẹp rồi. Còn các loại nước có thể lấy ra từ thêm máy thì đây là nước shop test trực tiếp từ máy nhé. Có video test nước riêng nhé. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Một bảng màu nước đẹp không khác gì những dòng 5 tấm hay 7 tấm cả. Trong này rất là nhỏ gọn thôi. Đây, kích thước của nó tầm khoảng 20-25. Đây là nước nước trung tính này, có màu xanh lá, lấy được từ dòng nước trung tính này. Chúng ta sẽ sử dụng nước này để pha sữa uống thuốc hoặc là cho trẻ con uống. Đây, đây là nước kiềm 1 này, độ pH là 8.5, uống làm quen một trong 2 tuần đầu. Nước kiềm 2, độ pH là 9.0, dùng để nấu cơm nấu canh uống làm quen ở 2-3 tuần tiếp theo. Và cuối cùng là nước độ pH 9.5, uống thường xuyên, uống mãi mãi về sau, mức 3. Đấy, dùng nấu cơm nấu canh, nấu nước để pha trà pha cà phê, dùng ngâm rau củ quả vân vân. Đấy, nấu các món về ninh hầm, uống để giải rượu chống ợ chua đầy hơi vân vân, thì là sẽ là cái nước này uống thường xuyên. Còn đây, cái nước có độ pH còn tầm từ 10 chấm đến 10.5 thì về bản thân trên chiếc máy sẽ không lấy được ra nước này nhé. Đấy. Nhưng ta sẽ lấy được cái nước 10 chấm 10.5 này ở đường nước thải của nước hoa hồng, nước axit này. Tức là khi chúng ta lấy nước hoa hồng có độ pH 6 chấm thì nước 6 chấm sẽ ra đường này, thì cái đường nước thải của nó đây, ta sẽ lấy được nước có tính kiềm từ 10 đến 10.5. Chúng ta sẽ dùng nó để ngâm rau củ quả, thịt cá, giúp loại bỏ các chất bảo quản thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu vân vân, thì là rất là hữu ích. Tương tự ví dụ khi ta lấy ở nước kiềm 9.5 này thì nước thải của nó sẽ có tính axit, chính là cái này, tính axit của nó sẽ khoảng 4.5 đến 5 chấm. Này, chúng ta dùng để rửa bát, lau nhà hoặc là dùng để vệ sinh sát trùng ở những vết trầy xước ngoài da vân vân, thì là sử dụng nước này rất là ok. Đấy. Ở đây chính là nước có độ pH khoảng tầm 6.0, chúng ta dùng để rửa mặt tẩy trang, chính là nước hoa hồng ở dưới này, giúp xoa kít lỗ chân lông đấy, để vệ sinh rửa mặt. Nếu bạn nào bị da nhờn thì sẽ thấy được tác dụng của nó trực tiếp ngay vào luôn. Sử dụng nước rửa mặt này cực kỳ hữu ích. Đấy, một sản phẩm cực kỳ đẹp luôn. Có thể nói dòng này là dòng quốc dân, đảm bảo được các tiêu chí tốt rẻ bền đẹp. Đấy. Chúng ta mỗi gia đình nên sở hữu một chiếc máy Eon Kiềm này để phục vụ cho việc cuộc sống hàng ngày, rất là tốt cho sức khỏe, có các chỉ số hydrogen, nước có tính kiềm, giúp chống được lão hóa, chống các quá trình oxy hóa rất là tốt. Đấy. Có thể nói đây là một trong những bí quyết để trường thọ của người Nhật. Rồi, ok ạ. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc máy này có thể liên hệ trực tiếp với HT Shop qua cái đầu số quen thuộc là 0828 868 999 và đầu số 0917 379 959. Bên shop ship hàng toàn quốc nhé. Còn bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phú Diễn, Bắc Từ Liêm để trải nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ.